Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của VNView. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Hội An để tham dự lễ hội bán tải lần thứ 5. Và tại đây thì chúng ta sẽ có tập hợp của tất cả những mẫu xe bán tải của khắp 3 miền Bắc Trung Nam đều sẽ tụ họp tại đây. Và sẽ diễn ra vào ngày 15 và ngày 16 tháng 7. Và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tất cả những chương trình thú vị và ấn tượng nhất. Và chúng ta cùng nhau đi thôi nhá. Đầu tiên phải nói là nó đẹp, nhìn vào nó rất là nam tính, nó rất là đẹp, nó rất là vuông vức. Và khi mà mình tìm hiểu sâu hơn thì nó có những cái tính năng mà đặc biệt mà những cái dòng xe trước đây mình đi nó không có được. Đó là những cái nó hỗ trợ mình rất nhiều trong trên đường on-road cũng như là off-road. Thì về các cái tính năng mà mình cảm thấy là đặc biệt mà nó hơn hẳn những cái dòng trước đây mình đi, đó là nó có tới 7 chế độ lái. Từ on-road tới off-road, nó làm cho chúng ta rất là thoải mái trên đường on-road kể như là off-road. Ví dụ như là cái chế độ mà Active Control khi mà mình đi trên đường cao tốc hoặc là đường trường á, nó rất là an toàn cho người lái. Còn cái chức năng mà camera 360 độ thì mình khi mà mình đi off-road thì nó hỗ trợ cho mình rất nhiều, mình có thể quan sát trước sau và từ đó mình sẽ đề ra được những cái cách lái mà nó hiệu quả nhất, nó an toàn nhất cho mình. Còn cái chức năng tiếp theo mà mình cực kỳ ấn tượng, cực kỳ thích, đó là chức năng mà cái chế độ Baja. Chế độ này là dành cho những người mà yêu thích chạy off-road trên cát. Và với cái dòng xe này, với cái chức năng này thì nó khiến cho những cái người mà chơi cát họ đạt được đến cái đỉnh cao của cái cảm xúc khi mà họ được lái con này và trong cái chế độ đó trên những cái trắc và tự nhiên, các cát tự nhiên rất là tuyệt vời. Thì vẫn đi 3 năm ngưng vì đại dịch, thì đến năm nay thì ban tổ chức đến từ cả 3 miền họp lại để tạo nên một cái sân chơi phải nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay. Và nó có ý nghĩa là đầu tiên là nó kết nối lại cộng đồng chơi xe bán tải ở trên toàn quốc sau 3 năm không gặp. Từ đó là mình có thể chia sẻ được những cái kỷ niệm trong mùa dịch, hoặc là chia sẻ những cái kỹ năng mới, hoặc là những cái chức năng mới của những cái dòng xe mới. Thì như mọi người cũng biết là khi mà những người anh em mà mê xe bán tải mà họp lại á, thì những cái chủ đề xung quanh nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Và năm nay chúng tôi tổ chức lên cái giải này, là cái lễ hội này, là đầu tiên là để anh em họp mặt, thứ hai nữa là để truyền bá, đưa hình ảnh những chiếc xe bán tải đến với những cái cộng đồng xe hoặc là những cái cộng đồng người dân. Người ta sẽ có những cái con mắt nhìn nó thiện cảm hơn hoặc là nó nhẹ nhàng hơn với những xe nhìn bên ngoài là hầm hố, nhưng bên trong những người tài xế là những người rất là đáng yêu. Thì cũng là một thành viên của ban tổ chức, cho nên là lần này thì mình khá ngạc nhiên là trong số mà khoảng 400, ngoài 400 xe tham gia trong sự lễ hội lần này á, thì có khoảng 80-90% là xe Ford. Thì bởi vì sao á, thì đầu tiên các bạn cũng thấy rằng là thứ nhất là Ford luôn luôn đi đầu về cái sự đổi mới về công nghệ, rồi luôn luôn là
thay đổi về hình dáng, hình mẫu để cho phù hợp với những cái xu thế của giới trẻ bây giờ. Ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay Ford Raptor mới có những cái màu đặc biệt, ví dụ như màu cam, là những cái màu đó nó rất đặc biệt, rất nhiều người trẻ thích, nhưng mà bấy lâu nay rất là những cái hãng xe khác không có. Hoặc là những cái ngoại thất bên ngoài nhìn nó rất là mạnh mẽ, nó rất là nam tính, ai cũng thích. Song song với đó thì những cái chức năng bên trong thì nó giúp cho mọi người rất là nhàn nhã trong từ công việc hàng ngày cho đến đi dã ngoại, đi off-road cuối tuần. Do vậy thì mình nghĩ không có gì ngạc nhiên khi mà hiện nay có khoảng 80-90% xe Ford có mặt trong cái lễ hội lần này. Thì cái ấn tượng của mình khi mà mình mở cửa cái xe Ford Raptor lần đầu đó là về cái nội thất của nó là quá tuyệt vời. Những cái hàng ghế của nó thì thiết kế theo rất là thể thao, và khi mà mình sử dụng trực tiếp á, thì mình mới thấy được là cái hiệu quả của những cái ghế đó như thế nào. Nó ôm sát lưng rồi nó ôm luôn cả cái óc của mình, thì khi mà mình chạy tốc độ cao hoặc là mình off road thì người mình nó không bị vặt qua vặt lại. Kể cả là khi đi on road mà mình vô cua nhanh hoặc là mình vô đèo gì đó thì cái ghế nó giữ chặt mình. Mà đặc biệt là về cái phối màu, có một cái màu cam, thì không biết là những người khác làm sao, nhưng mà đối với anh em mà chơi off-road thì mình nghĩ là khoảng 10 người á, thì có đến 5-6 người là thích cái màu cam đó. Do vậy ai cũng bước vào xe là cảm thấy ấn tượng. Cái thứ hai là về các cái chia những cái chi tiết và những cái công năng nhỏ ở trong nội thất này nó rất tuyệt vời. Những cái giá để nước hoặc là những cái hộc nhỏ gì đó, mặc dù nó là những chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mình đánh giá là Ford hiểu được cái suy nghĩ, cái những cái gì mà người sử dụng họ cần ở Việt Nam. Do vậy là Ford đã đi đầu để mà khi mà tạo ra những cái chi tiết như vậy, kể cả là cái cần số mới nhìn rất là hiện đại, không thua gì những cái dòng xe cao cấp cả. Nói chung là một cái xe Ford Raptor thế hệ mới này thì không có gì phải chê. Như vậy là mình vừa cùng các bạn đi khám phá một vòng quanh Nam Hội An để xem những mẫu xe bán tải đến đây tham dự những chương trình gì thú vị. Vậy các bạn nghĩ sao về chương trình lễ hội bán tải lần thứ 5 này? Và ở các lần tiếp theo thì các bạn có tham gia hay không? Hãy nhớ để lại comment ở phía dưới để cùng chia sẻ bọn mình nhá. Và nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để bọn mình, để mình có thể đưa ra thêm rất nhiều các video bổ ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Bye bye!